Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành địa giới viên mãn và chẳng viên mãn, là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao, này thiện hiện? Vì nếu địa giới viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là địa giới, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu chẳng hành thủy hỏa phong không thức giới viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu thủy hỏa phong không thức giới viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là thủy hỏa phong không thức giới, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành vô minh viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu vô minh viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là vô minh, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu chẳng hành hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành bố thí Ba La Mật Đa viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu bố thí Ba La Mật Đa viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là bố thí Ba La Mật Đa, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu chẳng hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành pháp không nội viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu pháp không nội viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là pháp không nội, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu chẳng hành pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành chân như viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu chân như viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là chân như, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu chẳng hành pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành thánh đế khổ viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu thánh đế khổ viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là thánh đế khổ, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu chẳng hành thánh đế tập diệt đạo viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện,
Vì nếu thánh đế tập diệt đạo viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là thánh đế tập diệt đạo, cũng chẳng hành như thế là hành bát nhã ba la mật đa.